À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Bonsai. Chúc cả nhà buổi sáng thật nhiều niềm vui ha. Ngoài cái việc chăm sóc cây mai mà để chơi Tết, làm nụ làm bông rồi đó, thì anh em có những cái cây mai chưa đủ lực, chưa đủ tàn thì vẫn duy trì cái bộ phân nha cả nhà, vẫn đi canh dưỡng bình thường. Đây là những cái cây mà tàn lá xum xê nụ bông rồi hằng hà đó, thì đó tàn lá xum xê nó bông hà ha. Đó, thì mấy cái này bỏ qua bên, mấy cái này là để chơi Tết không nói đi. Đó, thì có những cây ví dụ như là tàn lá chưa đủ đó, ví dụ như cái gốc từ xa mình nhìn cho bá lửa mà mình mới ghép có dựng chút xíu rồi cả nhà, thì vẫn duy trì canh dưỡng tưới ha. Đó, rồi một số cây phôi đằng kia. Đó, thì bây giờ pha thì mình pha là đi lại kia pha luôn đây chứ giờ xa đó, lại kia pha là xong tưới luôn này kia luôn. Trừ những cây mà làm bông thì thôi. Ví dụ như là cây này cây phôi nè ha, cây phôi ở dưới nữa nè ha, còn cây phôi trên nữa nè, phôi không à. Đó, nếu là đi kích rễ thì giờ coi chuyển qua canh dưỡng ha. Thì mình có thùng nước sẵn đây. Đây 10 lít ha. 30 ml 16 lít nước. Đây là cái canh dưỡng mình xài qua 5 suốt tháng là cái canh này nè. Tưới tới giờ luôn á, cây nào mà nụ lớn ngưng còn ở trên thì phun bộ dày lá xanh lá. Đây 30 ml nó có nhiều đây ha, cái này ít hơn chút. Vậy thôi ha. Đó, để qua đây mình lấy cái ca cho cô chú anh chị xem cái bông siêu bông Sài Gòn nó nở mấy bữa rồi nè, nó chất lượng rồi nè. Bông siêu bông Sài Gòn chất lượng ấy nha. Ghép siêu bông Sài Gòn nè. Bên đây giáo Thủ Đức nè. Cứ duy trì tưới. Thằng nào ăn Tết, ăn nào cây vẫn trồng, mới trồng rồi ha, vẫn duy trì tưới bình thường. Cứ anh em cứ canh ha, ví dụ như là chậu chậu 1 tấc thì một ít, chậu 2 tấc thì 1 lít, chậu 3 tấc thì 2 lít. Dâu dâu trong đây chứ lực sĩ lắm á cả nhà. Đây
đem ra nắng luôn đi. Nắng đằng đây dữ lắm nè. Cây phôi là trồng là đem ra nắng hết ha. Tược ra sùm nè, lực cành. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ ha.